Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Thắng Tài Lộc. Hiện tại thì em vừa mới bàn giao xong với combo sản phẩm bao gồm là một bộ bàn ghế và một kệ TV hoàng gia cho một bác khách ở ngoài khu vực Xuân Phương, Hà Nội. Bộ sản phẩm như thế nào? Mời các bác cùng theo trên em nhé. Đây là bộ sản phẩm, đây là các bác hàng xóm. Hàng xóm của khách, bác khách của em hôm nay. Đấy, như các bác thấy thì anh ngồi ạ. Như bộ sản phẩm này thì em làm cho bác khách là chân người bốn và toàn bộ là như các bác thấy là toàn bộ chất liệu của nguyên đá nó rất là đều màu, bởi vì hàng đặt anh yêu cầu là chọn lựa phải đều màu, máy gỗ nó phải đều màu và không được có rác, như là không có mặt chết và không có sâu xiên. Thì bộ sản phẩm này bác khách đặt của em, trong đó là qua xem một thùng thì em sẽ giới thiệu qua một chút về kích thước cũng như là cái độ dày của bộ sản phẩm này xem là như thế nào. Các bác nào mà có cái nhu cầu hoặc là cái không gian thì các bác có thể kê một bộ hoàng gia mẫu mà không bao giờ, chắc chắn là sẽ không bao giờ lỗi thời, không bao giờ bị mốt. Nhưng mà chương này các bác thấy là chương này em được hoa hồng và những cái đường nét hoa lan tây nó rất là quen thuộc rồi, như thời từ ngày xưa, kể cả như bây giờ thiết kế mọi người cũng đều có những cái đường nét hoa lan tây này thì nó cách điệu. Cái vách tựa lưng này thì em bình thường em sẽ không cung vuông ở xung quanh. Đấy, nhưng mà năm nay thì em thấy là mọi người lại làm những cái vách tựa lưng và để trơn như thế này. Để trơn như thế này nó sẽ rất là dễ đau chỗ. Và nhìn cảm giác là cái phần độ dày của vách nó sẽ dày hơn khi mà mọi người được viền. Đây là vách dày 5 phân. Đấy, rất là dày dặn luôn các bác nhé. Và ở giữa, phần giữa vách này em cũng để trơn luôn. Toàn bộ là hàng trọng cân và hàng trọng mẫu đều màu của em. Vách này bên này thì là một tấm liền. Đấy, nó long khung vào ở giữa. Đây là cái dáng tay bộ hoàng gia này thì em làm dáng tay chữ S, để dáng tay chữ S các bác nhé. Rất là tay đặt không nối bình thường, nếu mà các bác mua hàng chợ nó sẽ nối ở cái đoạn đầu tay này. Đấy, như bộ này thì là không nối và hàng là toàn bộ là tay nguyên khối hàng liền. Cái điểm đặc biệt nhất bộ sản phẩm này ở cái phần bán mặt này các bác ạ. Bán mặt này thì em làm độ dày là 5 phân và các bác nhìn là cái bán mặt em làm lượn sóng theo những cái đường yếm này rất là đẹp. Đấy, tạo điểm nhấn cũng như là tạo cái độ mềm mại cho sản phẩm, tuy là hàng nối gỗ nhưng mà nó cảm giác nó vẫn rất là mềm mại. Toàn bộ là bán mặt liền các bác nhé, không có một điểm nào nối hoặc là không có một điểm nào chắc vá hết cả, kể cả là hàng đằng sau này. Đấy, như một sản phẩm này em đúng hai mặt, hiện tại ở đây là bác kê vào đằng sau đằng trong tường, áp vào trong tường cho nên là không quay được cái mặt đằng sau của nó. Dáng chân này nó là dáng chân 14 và đây là cái dáng chân mới của nhà em. Các bác có thể thấy đây là một cái dáng chân rất là mới của nhà em. Bộ sản phẩm được làm bằng 100% chất liệu gỗ hương đá. Đấy, 100% hương đá thì kể cả những cái phần ở dưới gầm hay là tất cả những cái chi tiết nhỏ từ những cái ngăn kéo thì em cũng làm từ hương đá. Và bộ sản phẩm này là bác khách của em đặt là 6 món, bao gồm là có một đoạn dài là giá 2m60, hai cái ghế đơn này, hai cái ghế đơn. Thì bác hiện tại theo em thấy bác khách đang kê kiểu chữ L này cũng rất là hợp lý. Đấy, muốn một cái không gian diện tích phòng khách như này thì em cũng chưa hỏi bác. Em đoán là cái không gian phòng khách này chiều rộng của nó rơi vào khoảng độ được 3m8 đến 4m. Đấy, thì mình sẽ kê chữ L như này. Tuy rằng là cái lối đi này nó hơi bé nhưng mà dù sao thì vẫn đi thoải mái. Đấy, các bạn thấy là em đi thoải mái. Đấy, phía sau này là cầu ngang thì mình kê áp là lối chữ L. Còn kệ TV thì bác khách bác đi kê bên này. Kệ TV thì tuy là TV là treo thôi nhưng mà vẫn đặt kệ. Đấy, TV thì là treo nhưng vẫn đặt kệ. Và một sản phẩm này thì cái bàn này em cũng làm bằng mặt một tấm nhất, các bác có thể thấy là hàng em chọn gỗ cho nên là bác khách là để trơn hết toàn bộ này, không có được chạm một cái gì trên phần mặt này cả, để trơn nó cũng có cái điểm hay mà đục nó cũng có điểm hay. Và theo em thấy thì mọi người để trơn nhiều hơn. Đấy, đây ngăn kéo này, ngăn kéo là tay cầm quét moi này, các bác có thể thấy là tay cầm quét moi này. Hàng đặt theo yêu cầu, gỗ gạc đều màu, rất là đều, cái độ đều màu của nó chiếm đến nữa, chắc là phải theo mắt nhìn của em nó chắc là phải chiếm đến 95%. 100 thì không bao giờ có được, nếu mà đều màu 100 thì không bao giờ có được. Nhận cái hàng 100 thì thực ra là cái hàng nối gỗ này thì nó là sản phẩm tự nhiên cho nên là em không bao giờ hứa hẹn là 100% đều màu được. Tầm độ 90-95% như này là rất là đẹp rồi. Đấy, toàn bộ sản phẩm là chân 14 và mặt tràn 5 phân. Thì hiện tại cái bộ sản phẩm như thế này em đang bán với cái mức giá là 90.800.000, hàng 6 món, một đoạn dài hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Hai đôn thì bác cứ để một đôn kèm bàn ở bên này và một đôn ngồi bên này. Đấy, thêm một chiếc kệ TV. Kệ TV này hiện tại em đang bán là 14.800.000. Kệ hàng dày dặn các bác nhé, dày dặn cánh các thứ. Đấy, đây cánh này rất là dày dặn các bác, rất là dày dặn. Cái
khuôn cánh này, khuôn cánh là bốn phân này, và tất cả đều có mộng này. Đấy, tất cả đều là mộng, cánh kia các thứ đều là mộng. Đấy, như con kệ này thì em làm là dài là 2m4, chiều cao là 81 và chiều sâu của nó là 46, tăng nhân sâu 16, rất là đẹp hàng, cũng đều là vuông đá. Và em phun cả cái combo này đồng màu. Đấy, khi mà kê vào không gian thì đây là cái bộ, đây là cái bàn cũ của bác, thì khi mà bác bỏ cái bàn này đi thì em thấy là nó vẫn rất là thoải mái cái không gian lối đi. Đấy, bác nào mà có một không gian phòng khách như này, mà thiết kế kê chữ L như này, thì các bác có thể theo dõi cái video này của em, hoặc là liên hệ qua số điện thoại mà em đã có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình nhé. Em cảm ơn nhà mình đã theo dõi từ cuối video của em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái đoạn video đi giao hàng khác. Xin chào.